Thành Nguyên chào anh nhé. Chào Thành Nguyên. Chào ông bà, quý vị, chú bác, anh chị em trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước được tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngày hôm nay anh đến từ đâu anh ạ? Anh đến từ Vĩnh Long. Từ Vĩnh Long à? Vâng. Vĩnh Long qua đây chắc cũng gần hơn anh ha? Ông, anh ở Vũng Liêm. Vũng Liêm à? Giáp với Càng Long, Trà Vinh. Vậy thì qua đây chắc khoảng 30-40 phút đi nhau. Đâu có, tiếng 10 phút. Tiếng à? Hơn tiếng. Dạ. Tại từ anh lên Vĩnh Long cũng 30 mấy cây rồi. Vâng. Vâng, với cái sự nghiêm túc của mình thì Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn trong công cuộc đi tìm ý trung nhân ha anh ha. Vâng. Anh tên là Phạm Thế Vinh, sinh 1972. Công việc của anh là trước dịch là tài xế, nhưng mà từ lúc bị dịch đó là mẹ anh bệnh á. Rồi anh xin nghỉ, anh về anh chăm mẹ. Vâng, anh Nguyễn Thế Vinh. Phạm Thế Vinh. Anh Phạm Thế Vinh, 1972. Vậy là năm nay anh 51 tuổi rồi. Mà tính ra anh vẫn trẻ. Trẻ. Vẫn trẻ thật, anh có cái nét trẻ. Còn anh, nếu mà nhìn kỹ thì anh bị khẳng rồi đấy. Dạ. Anh về đây anh chăm sóc mẹ một năm anh thức trắng luôn á. Vâng. Mẹ mới mất được 11 ngày nữa là anh chăm ngày. À thế hả anh? Vâng. Dạ. Vâng, thế là bây giờ anh ở con mình thế à? Bây giờ anh ở với bà chị. Ở với, chung với bà chị. Vâng. Dạ. Rồi công việc của anh Vinh. Của anh Vinh anh đúng là không? Anh Vinh. Anh là tài xế. Nói anh chạy xe trên thành phố. Công việc của anh Vinh là chạy xe. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh có còn làm nữa không? Bây giờ anh đang nghỉ dưỡng. Tại vì mẹ mới mất á. Chưa có được trăm ngày. Là cũng rồi đang nghỉ làm. Bây giờ anh đang nghỉ như cũng gần Tết tới rồi. Thôi anh nghỉ xa hơi qua Tết. Tại anh nuôi một năm anh rất là đuối. Vậy hay anh ha. Thế rồi cái công việc mà anh nghỉ như thế thì cái thu nhập hàng ngày thì nói chung bây giờ thu nhập là không có. Nhưng mà anh có chạy xe cho bạn bè ở quê vậy đó, chạy chơi cho đỡ buồn vậy đó. Cũng không có là bao nhiêu. Còn trước đó thì chạy xe trên thành phố thì lương thu nhập tháng khoảng, nếu mà gom hết khoảng 10 triệu hoặc trên 10 triệu. Như vậy rồi khoảng thời gian này thì mình đang xả hơi. Vâng, anh đang nghỉ dưỡng. Đang nghỉ dưỡng ha. Tình đạo hôn nhân của anh Vinh này như thế nào? Anh độc thân anh. Chưa có vợ lần nào. 51 tuổi mà chưa từng thương ai à? Chưa từng có vợ. Chưa từng có vợ. Nhưng mà còn thương thì rồi. Có bạn thì có rồi. Nhưng mà cái tuổi này mà không có bạn ai tin em. Nhưng mà đã ở cùng với ai chưa? Có. Nhưng mà không có đăng ký kết hôn. Cũng như mình quen rồi. Nói chung là mình bị bắt cóc đi. Về ở chung rồi sau thời gian mình lo giấy tờ rồi cô bạn của mình đi nước ngoài rồi là đi luôn. Thế à? Vâng. Vậy là bị hụt đúng không? Bị hụt. Cho đến bây giờ là được bao nhiêu năm rồi anh? 11 năm, năm 2011. Hôm nay 2022 rồi, 11 năm. Vâng. Thế rồi trong khoảng thời gian đó đến nay thì anh Vinh có tìm hiểu thêm ai nữa không? Không em, anh chỉ lo đi làm thôi. Tính ra bỏ lỡ thanh xuân của mình cũng khá dài ha. Nói chung thì mỗi người mỗi cảnh. Ai nằm trong hoàn cảnh anh mới hiểu. Chứ bây giờ mình nói thì người ta không hiểu hết đâu. Vâng. Trong khoảng thời gian này nói cũng không có đủ để nói. Vâng, đúng rồi. Để hiểu rõ về một ai đó, về tính cách của một người nào đó thì mình cần rất là nhiều thời gian. Vâng. Thậm chí dành cả đời để mà tìm hiểu nữa. Đúng rồi. Vâng. Có nhiều người sống với nhau đến 70-80 tuổi mà có những cái điểm vẫn chưa tìm được điểm chung. 70-80 tuổi vẫn chia tay. Đấy. Nên là cũng rất là khó. Đúng rồi. Phải nhiều, có nhiều người cũng thắc mắc. Anh nói anh chưa lập gia đình ai cũng thắc mắc. Nhưng mà mỗi người mỗi cảnh. Vâng, vâng. Thôi thì biết đâu đó sau ngày hôm nay này mình sẽ nắm được bàn tay của ai đó cũng không chừng anh ha. Anh cũng mong là như vậy. Vâng. Rồi thì cho Thành Nguyên hỏi thêm là cái khoảng thời gian mà anh xem chương trình của Thành Nguyên là được bao lâu rồi? Mới gần tháng nay thôi. Mới gần tháng nay thôi à? Bạn bè rồi nó coi, nó nói chương trình của em nó thực tế, nó rất là hay. Rồi được xác minh đàng hoàng. Tại vì cuộc sống anh nói chung là anh cũng từng trải. Anh cũng gặp nhiều, nhưng mà nhiều khi nói chuyện á, nói chừng dăm ba câu là anh cũng hiểu một phần nào rồi.
nó lòi ra ha. Tánh của anh nói chung là thà chậm mà chắc. Anh không có thích cái dạng như mà tình trạng mà hôn nhân đổ vỡ, anh không thích điều đó. Bởi anh mới ở tới giờ nữa đó. Tại nhiều khi gặp mấy đứa bạn anh á, nó bị đổ vỡ mình thấy buồn lắm. Cái điều đó đâu ai muốn. Đúng rồi. Cái chuyện mà đổ vỡ đó thì thật sự là muôn hình muôn vẻ. Đúng mỗi rồi. Cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh cũng đúng không rồi. Ai giống ai. Mình hiểu chứ. Rồi thì ngày hôm nay thì anh Vinh mong muốn tìm ý trung nhân của mình độ tuổi như nào? Anh thì tùy duyên thôi. Sao cũng được à? Sao cũng được, nhưng mà đừng nhỏ quá. Đừng nhỏ quá. Nói chung là anh thích người từng trải hơn. Dạ, cũng tại đã có gia đình rồi. Đã hiểu, ta hiểu chuyện, mình dễ sống hơn. Trường hợp mà các cô mà đang có con nhỏ thì có vướng bận gì với anh Vinh không? Bình thường, đối với anh là bình thường. Thương mẹ thì bế con ha? Không, thương mẹ là phải thương con, điều đó là dĩ nhiên rồi. Thế thì quá tuyệt vời nhỉ. Rồi sau này mà kết nối thành công thì anh tính sẽ rước cô về chứ? Hay là... Thì nói chung là tại vì hôm má bệnh đó là có cất cái nhà chung chung cái giường á, nhưng mà cũng đường mặt tiện. Thì ở đó cho mát, còn còn cái nhà ngoài chợ nữa thì bỏ không rồi đó. Thì nói chung là điều kiện thì có, nhưng mà về thì muốn ở đâu ở tùy thôi. Bên nào tốt thì mình... Nếu bên nào tốt thì mình ở bên đó. Rồi anh chia sẻ về cái tính cách của anh cho Thành Nguyên nghe thêm xíu nào. Tánh anh rất là thẳng tánh. Anh không có thích gian dối. Có sao nói vậy. Mất lòng trước được lòng sau. Mất lòng trước đặng lòng sau. Còn những người mà xu nịnh thì chắc là không ưa đúng không? Anh không ưa. Anh một là một, hai là hai. Anh nói chung là lời hứa của anh là đáng giá ngàn vàng, giống như vậy đó. Một lần mất tính là vạn lần bất tính. Tôn chỉ với anh sống anh là vậy. Thà anh không hứa, còn anh hứa là anh sẽ làm được. Những người tính cách như anh ấy, thật sự là rất là hay. Có thể rằng là trước mắt thì có thể làm một số người không có hài lòng. Đúng nhưng rồi. Mà ai mà sống với mình lâu rồi ấy, thì người ta rất là thương. Đúng rồi, anh rất là trân trọng phụ nữ. Cho dù người đó là ai. Anh có khi nào tự cho mình là một người khó tính không? Nhiều người nói anh rất khó tính, nhưng mà tự anh xét bản thân anh là không có khó tính. Tại vì thì anh nói em từ lúc đầu đó, mỗi người có mỗi hoàn cảnh. Chỉ có mình ở trong, chỉnh có mình mới hiểu được mình thôi. Đúng rồi. Còn người ta nhìn mình là 50 thôi. Là đã quá giỏi rồi. Đúng rồi. Bởi có nhiều khi á, để mà nhìn cái vẻ ngoài để mà đánh giá một ai đó thì chưa chắc đâu. Rất là sai lầm. Sai lầm. Có nhiều người á, nhìn mặt rất là hiền luôn. Đúng. Nhưng mà đôi khi người ta đang âm mưu, đang tính toán gì mình cũng biết. Nhưng mà có nhiều người mặt rất là dữ nhưng mà cái tâm người ta rất là thiện. Chính xác. Có nhiều khi nó vậy. Mình phải tiếp xúc với ai đó thật là lâu, thật là dài, rồi xem những cái hành động, những cử chỉ người ta làm thì lúc đó mình mới hiểu phần nào, đúng không anh? Đúng. Chứ rồi. Còn nếu như mà nhìn qua một lần ai đó thì chắc chắn là không thể nào mà đánh giá được hết rồi. Chính xác. Vợ chồng ở với nhau đây còn lục đục mà. Anh Vinh có thường tham gia những cái bộ môn như rượu chè cờ bạc rồi cá độ này kia cái nọ? Cái khía cạnh này á, thì anh cũng có xem trên kênh của em á, em có hỏi. Nhưng mà anh nghĩ cái này để có thể anh phân tích thêm chút xíu được không? Như là hút chích là anh không có chơi. Thuốc anh không hút. Rượu chè là trên mặt là giao tiếp chứ là đám tiệc thôi. Còn cờ bạc, cái này nó rất là rộng. Biết chơi là nó khác. Còn mà chơi chuyên nghiệp mà để cờ bạc để là mưu sinh là nó khác. Chứ bây giờ em thấy như ở dưới quê á, đám tiệc ai cũng biết chơi, quýnh bài không lẽ không biết. Hay những bộ môn quýnh cờ tướng hay bất cứ hình thức nào không biết. Nói vậy thì anh không có chịu. Biết, bởi anh biết chơi nhưng mà không phải là lấy vấn đề cờ bạc mà để làm giàu là không có. Cũng như là nói chung là anh bây giờ anh cũng từ nhỏ anh đam mê gà lắm. Thì anh nuôi gà, thì gà mình thì em biết mà ở dưới miền Tây thì nó chơi gà đá đó, đá cửa đó. Thì mình đổ gà ra mình bán. Thì mình phải gửi cho bạn bè hoặc cứ khi mình đi chơi thử mà mình không chơi nó đâu có tin. Mà mình phải tham gia thì nó mới mua gà mình. Thì nói chung là anh nói cần một người hiểu biết, từng trải vậy thôi. Mà ví dụ như giờ có chơi cờ bạc mà chơi với hình thức nào
Còn em nói cái vụ cờ bạc thì nó quá chung đi. Nhưng mà anh thấy trên kênh của em ai cũng nói không biết chơi, không cờ bạc. Anh thấy điều đó nó hơi sao sao á. Nó hơi sai đúng không? Không, nó sao sao thôi. Anh không nói sai. Nhưng mà anh nói đơn giản thôi, giống như một tội phạm đi. Thường thường em thấy nghe nói là giết người là đền tội. Là phải xử tử hình, nhưng mà đâu phải. Tòa án phải xét cái tính chất phạm tội với mức độ nào. Đó người ta xử, chứ cứ quơ nói chung giống như là quơ đủ cả nắm là không được. Tôi nghĩ là giữa biết và biết chơi nhưng mà chơi để biết khác. Để mình làm cho cuộc sống mình nó tốt hơn, chứ không phải là chơi để mà kiếm cứ lao vào đỏ đen không. Nếu mà vậy thì anh đâu có đi làm trên thành phố được. Ok, cảm ơn những chia sẻ của anh rất là nhiều. Anh thích vậy đó. Thành Nguyên thấy những cái mong muốn của anh Vinh thì khá là dễ rồi. Quan trọng là các cô có cảm nhận được cái tấm chân tình của anh hay không. Thì lúc đó Thành Nguyên sẽ cho anh Vinh hay sau. Còn anh Vinh mà có thời gian thì anh cứ về xem lại trên kênh của Thành Nguyên. Cũng rất là nhiều cô dễ thương. Thì thấy có cô nào mà hợp ý với anh thì anh cứ nói Thành Nguyên sẽ gửi số thôi. Anh thấy trên kênh của Thành Nguyên có rất nhiều cô rất là dễ thương. Có nhiều hoàn cảnh khác nhau, có nhiều câu, có những câu nói cũng rất là hay. Nhưng mà anh muốn tới đây để bày tỏ bản thân mình thôi, trải lòng. Tại vì anh nói chung anh lăn lộn từ nhỏ rồi, anh hiểu đời nhiều. Nếu mà cô nào mà tâm đầu ý hợp á, thì rất là mừng. Chứ bây giờ anh cũng chưa có coi được nhiều clip nữa, nhưng mà coi chừng khoảng chắc cỡ ba mấy clip à. À vậy ha. Anh thấy kênh của em hay quá bên anh mới qua đây. Chứ anh cũng có coi nhiều kênh. Nhưng mà anh cái tánh của anh thì em biết rồi, anh thích mới được. Anh không thích là không được. Bởi vì nhiều người nói anh khó là vậy đó. Thì kênh của Thành Nguyên thì ngoài anh Vinh ra thì quý khán giả cũng xem cũng hiểu là em không có làm qua điện thoại, qua Zalo. Đúng rồi. Anh thấy kênh của em là người thật việc thật đó. Nói chung là anh rất là thích. Chứ anh cũng rất khó lắm mà. Không phải anh qua đây là dễ đâu. Quan điểm của Thành Nguyên cũng vậy. Thà Thành Nguyên làm ít mà nó chất lượng. Đúng rồi. Chứ không có nhiều mà nó lượng. Anh thích câu đó của em á. Cho nên ai có so sánh như thế nào thì mọi người có so sánh là khách bên nào nhiều, bên nào ít thì Thành Nguyên không cần biết. Miễn sao là ngày nào Thành Nguyên cũng có người gọi cho Thành Nguyên để nhờ Thành Nguyên làm nhịp cầu nối là Thành Nguyên cũng vui rồi. Vâng. Rồi anh Vinh cho Thành Nguyên hỏi là bản thân anh Vinh có cái năng khiếu gì đó không? Anh rất là đam mê ca hát. Đam mê ca hát à? Vâng, cái này hay ạ. Anh cũng từng xem em hát. À, có xem em hát hả? Giọng ca để đời luôn. À thế à? Mà dòng nhạc anh thích hát là dòng nhạc gì? Bolero. Bolero à? Thế rồi có bài nào tặng cho em và các cô bài ha? Hát chay. Thì hát chay. Hát chay anh. Để cho mọi người biết rằng là mình không có hát nhép. Nếu có nhạc không được, không có nhạc không lợi được. Nếu mà có nhạc thì lại bị dính bản quyền á. Ok. Thôi anh cũng cố gắng. Vậy hát. Vậy anh hát bài gì anh ha? Để thôi anh gửi đến các cô với cả nhà trên cộng đồng mạng đi, bài hát được mang tên là Mùa Xuân Đó Có Em. Mùa Xuân Đó Có Em ha. Vậy là sắp tới mùa xuân này là có cô rồi đó. Vậy là em hiểu anh đó. Anh hiểu anh nói là đó. Sửa cái bài hát này lại là mùa xuân này có em. Rồi, ok, mời anh. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy.
Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng trận lửa thương. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xin về lúc nào. Lời tình đông đưa theo gió. Mình yêu nhau mấy tuổi xinh rồi. Lời tình đông đưa theo gió. Mình yêu nhau mấy tuổi xinh rồi. Hay quá. Xin cảm ơn ông bà chú bác trên kênh đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, ok anh Phạm Thế Vinh. Thì trước mắt cứ vậy anh ha. Rồi. Xong rồi hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp của anh tới cho các cô. Rồi, có như thế nào đó thì anh cứ chờ thông tin thôi. Rồi. Dạ. Cuối chương trình thì anh Vinh có điều gì đó muốn gửi gắm tới cho các cô vài điều. Cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên để cho mọi người yên tâm không ạ? Rồi. Dạ. Thông qua kênh của Thành Nguyên, Vinh muốn nhắn gửi một điều. Nếu mà các cô mà có thấy đồng tính cách đó thì cứ mạnh dạn đến với Thành Nguyên, rồi Vinh lúc nào cũng mở rộng một tay hết, chào đón tất cả hết. Thì rồi Vinh chỉ mong là tìm một được một người là tâm đầu ý hợp thôi. Vì trên kênh của Thành Nguyên thì Vinh cũng chúc ông bà chú bác, ông bà cô dì chú bác, anh chị em trên cộng đồng mạng được thân tâm thiện lạc. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cũng sẵn cảm ơn Thành Nguyên đã kết nối chương trình cho anh. Cũng chúc cho kênh Thành Nguyên càng ngày càng phát triển lớn hơn và làm những điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Cảm ơn ông bà chú bác trên cộng đồng mạng. Trên đường về và thường bình an. Vâng.